Buồng trứng đa nang là gì? Có con được không? Buồng trứng đa nang là một hội chứng gây ra do rối loạn cân bằng hormone. Những phụ nữ bị buồng trứng đa nang có sự gia tăng bất thường về nồng độ androgen, hormone nam giới trong cơ thể nữ. Những chất này sẽ gây gián đoạn quá trình phát triển của nang noãn. Từ đó, buồng trứng xuất hiện nhiều nang nhỏ, trứng không thể trưởng thành và không có hiện tượng rụng trứng. Khi phụ nữ bị hội chứng này, buồng trứng sẽ có một lớp vỏ dày khiến cho nang trứng không thể phát triển nên hàng tháng trứng không phá được lớp vỏ đó. Hiện tượng phóng noãn không thể xảy ra dẫn tới không có khả năng thụ thai. Rất nhiều người bệnh lo lắng hội chứng buồng trứng đa nang sẽ ảnh hưởng tới chức năng sinh sản, thậm chí dẫn đến vô sinh. Vậy buồng trứng đa nang có con được không? Bạn không nên quá lo lắng bởi buồng trứng đa nang cũng là một căn bệnh phụ khoa thường gặp ở phụ nữ. Do đó, bạn vẫn có khả năng mang thai. Thực tế, vẫn có những trường hợp mang thai tự nhiên nếu được điều trị kịp thời. Với sự phát triển của y học ngày nay, những người bị buồng trứng đa nang đã được điều trị theo phương pháp khác nhau để phù hợp với nhu cầu từng người. Điều trị buồng trứng đa nang thường nhằm mục đích điều hòa kinh nguyệt và điều trị để mang thai. Phòng khám đa khoa Hoàng Cầu, nơi bạn an tâm chia sẻ mọi bệnh lý.